cả của chúng ta vượt qua những khó khăn thách thức, cùng nhau kiên trì khóa những cơ hội để tạo ra sự thành công của Hợp Lại Việt Nam. Với những sự thăng trầm, với những sự thành công, với tất cả những trải nghiệm, những con số đấy, 3 thành viên câu lạc bộ chủ tịch, 80 thành viên nhóm chủ tịch, có khẳng định vị thế của Hợp Lại Việt Nam và cho thấy kết quả của sự đồng lòng tiến bước vươn xa của Hợp Lại Việt Nam trong suốt 15 năm qua. Và hơn cả, đó chính là kết quả của sự tin tưởng đồng lòng của tất cả các anh chị thành viên đồng lòng của Hợp Lại Việt Nam. Và một lần nữa, xin cảm ơn tất cả anh chị. Thưa với các anh chị, chúng ta đang đến rất gần giây phút chính thức của lễ kỷ niệm 15 năm Hợp Lại thành lập tại thị trường Việt Nam. Và để cùng nhau cảm xúc, cùng nhau tự hào, cùng nhau vinh danh cho cái lễ kỷ niệm này, chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu thành viên câu lạc bộ chủ tịch, các anh chị trong ủy ban hoạch định chiến lược quốc gia, các anh chị trong ban giám đốc của Hợp Lại Việt Nam, và đặc biệt là sự hiện diện của đại diện đến từ tập đoàn ngài Rob Levy và cô Dana Brown. Xin mời quý vị cùng tiến lên sân khấu để chúng ta cùng nhau chứng kiến phần lễ kỷ niệm mà tôi tin rằng chắc chắn sẽ vô cùng cảm xúc, sẽ vô cùng tuyệt vời, và anh chị sẽ rất là khó quên trong hành trình cùng thành công với Hợp Lại Việt Nam. Xin trân trọng kính mời. Và xin được phép kính mời tất cả các anh chị trong ủy ban đại diện chính thức quốc gia. Xin mời các anh chị cùng nhau kiểm tra sân khấu. Và tôi cũng xin trân trọng kính mời tất cả các anh chị thành viên dân chủ tịch. Các anh chị là những người lãnh đạo, là những người truyền cảm hứng, là tấm gương cho bao thế hệ của thành viên độc lập Hợp Lại Việt Nam. Xin trân trọng kính mời anh chị cùng tiến lên sân khấu và chúng ta cùng nhau chính thức và cùng nhau đến gương cho lễ kỷ niệm thành lập Hợp Lại Việt Nam 15 năm ạ. Xin trân trọng kính mời. Oh!
biệt là công ty Homolife Việt Nam gửi đến tất cả thành viên trong lễ kỷ niệm sinh nhật 15 năm Homolife tại Việt Nam.
trên chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Bồ Lan Việt Nam. Và chưa dừng lại ở đó, sau màn trình diễn này, xin mời quý vị thành viên chúng ta hãy tiếp tục hướng mắt về sân khấu để cùng chào đón một phần vô cùng đặc biệt tiếp theo sau đó. Và công ty đã trao trọng cho tất cả quý anh chị. Hãy cùng thể hiện tinh thần của chúng ta, hãy cùng hô thật to các tinh thần đồng lòng tiến bước phương xa. Và xin các chị thành viên khi tôi hô đồng lòng tiến bước phương xa, tôi cũng mong sẽ nghe được bài tư.